Ngày 30 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đầu tư LDG về tội lừa dối khách hàng quy định tại điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 theo phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ngày 21 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trà Bơm, tỉnh Đồng Nai. Liên quan vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố các bị can khác cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 30 tháng 11, Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Nam thông tin vào lúc 16 giờ ngày 29 tháng 11, tại thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Công an huyện Đại Lộc bắt quả tang đối tượng Đặng Ngọc Bảo, sinh năm 1977, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là phóng viên của một tạp chí khi có hành vi nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện một công ty ở huyện Đại Lộc. Qua lời khai, Bảo cho biết nắm được thông tin một công ty vi phạm về khai thác vận chuyển khoáng sản tại mỏ cát thuộc thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc nhưng chưa khắc phục triệt để, nên trong ngày 28-29 tháng 11 đã cùng một số người trực tiếp đến hiện trường để thu thập thông tin hình ảnh. Sau đó Bảo yêu cầu lãnh đạo công ty phải gặp mặt trao đổi trực tiếp, nếu không sẽ đăng báo về hoạt động của công ty. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đã tạm giữ Đặng Ngọc Bảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Chiều 30 tháng 11, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức và 8 đồng phạm. Các bị cáo vì tư lợi, vì động cơ cá nhân gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước, gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước. Các bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Quân lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng. Do đó cần phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe giáo dục. Từ đó, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16 đến 17 năm về tội tham ô tài sản, 5 đến 6 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt đề nghị tuyên bị cáo Quân là 21 đến 23 năm tù giam. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty Nguyễn Tâm, mức án 13 đến 14 năm tù về tội tham ô tài sản và 3 đến 4 năm về tội rửa tiền, tổng hợp là 16 đến 18 năm tù. Đối với 5 bị cáo là cựu nhân viên tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên mức án từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm là vợ của bị cáo Quân bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền. Ngày 30 tháng 11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo về thủ đoạn sử dụng deepfake, ghép ảnh đe dọa tống tiền nhắm vào các chính trị gia, chính khách, doanh nghiệp, người có tầm ảnh hưởng trên mạng hoặc một cá nhân cụ thể đăng tải quá nhiều hình ảnh cá nhân trên mạng. Các đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI cắt ghép hình ảnh, giả giọng nói, tạo các video clip, đặc biệt dùng kỹ thuật deepfake tạo ra những hình ảnh, video nhạy cảm của nạn nhân, khiến những nội dung có vẻ rất thật. Từ đó các đối tượng thao túng tâm lý đe dọa nạn nhân nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm và tống tiền. Công an khuyến cáo người dân cần chú ý nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng, hạn chế chia sẻ thông tin, hình ảnh về đời tư cá nhân một cách tùy tiện, thiết lập quyền riêng tư, bảo mật tài khoản mạng xã hội để phòng tránh bị đối tượng nhắm vào mục tiêu. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vụ công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Liên minh châu Âu EU Tourists nhận hơn 1,2 tỷ đồng của khách rồi biến mất. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế BC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết. Như báo Sài Gòn Giải phóng đã phản ánh trước đó, đoàn tham quan 64 người thuộc Hội in Thành phố Hồ Chí Minh đặt tour trọn gói tham quan hội chợ triển lãm quốc tế chuyên nghiệp về công nghệ và thiết bị in ấn tại Thượng Hải, Trung Quốc với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Sáng 30 tháng 10 khi kiểm tra giấy tờ để đi vào đêm cùng ngày thì phát hiện lãnh đạo EG Tourist bỏ trốn. Mặc dù không có giấy phép kinh doanh lữ hành, nhưng ghi nhận trên fanpage của EG Tourist có khá nhiều hình ảnh giới thiệu các đoàn khách Việt Nam tham quan một số điểm đến nổi tiếng thế giới do công ty tổ chức. Qua đó cho thấy, suốt thời gian qua, EG Tourist đã tổ chức các tour du lịch đón khách chui trong và ngoài nước nhưng không bị phát hiện. Ngày 30 tháng 11, Ủy ban nhân dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đồn biên phòng Tròn cùng với ngư dân đã cứu sống 3 ngư dân bị chìm tàu cá trên biển.
Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 29 tháng 11, đồn biên phòng Tròn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin của ngư dân báo tàu cá mang số hiệu QN98024TS do ông Nguyễn Sĩ Bảy, sinh năm 1969, quê xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, là chủ tàu, bị chìm khi đâm vào trạng đá trên đường hành trình vào cảng Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Trên tàu có thuyền trưởng Nguyễn Tân Tiến, sinh năm 1973, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và hai thuyền viên đều rơi xuống biển. Đồn biên phòng Tròn đã chỉ đạo trạm biên phòng Hòn La nhanh chóng triển khai lực lượng, 5 cán bộ chiến sĩ phối hợp với ngư dân xã Quảng Đông đi cứu tàu gặp nạn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng biên phòng và ngư dân đã tiếp cận được tàu gặp nạn, kịp thời làm công tác cứu hộ, đưa 4 thuyền viên bị nạn vào cảng cá Phước Thịnh tại khu vực Hòn La, xã Quảng Đông an toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỷ đồng. Vượt qua 30 mẫu gạo của 10 quốc gia tham dự, gạo ST25 mang thương hiệu gạo Ông Cua của Việt Nam chính thức đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023 tại Hội nghị Thương mại lúa gạo toàn cầu tổ chức tại Philippines ngày 30 tháng 11. Theo tổ chức The Rice Trader, nhà sáng lập và chủ sở hữu cuộc thi gạo ngon nhất thế giới, cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn 10 quốc gia với 30 mẫu gạo. Kết quả gạo ST25 của Việt Nam đoạt giải nhất, gạo của Campuchia đoạt giải nhì và gạo của Ấn Độ đoạt giải ba. Trước đó, năm 2019, gạo ST25 cũng đã đoạt giải nhất tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới, cũng được tổ chức tại Philippines.